Bạn Huy ơi, lập gia đình đi. Cái gì? Tự nhiên kêu tôi qua đây lập gia đình. Lập gia đình với ai? Lập gia đình với em nè. Cái gì? Ai còn nhỏ lắm không lấy chồng đâu. Không, cái này dễ lắm. Bây giờ tụi mình tập trước đi để sau này mình khỏi bỡ ngỡ. Trời ơi, có vụ tập trước mà hả? Mà tập trước là tập trước. Sao tự nhiên lập gia đình rồi không lẽ được hồi lại hả? Là có nghĩa là lấy chồng sinh con xong rồi cái được hồ biết cái quay về độc thân bình thường hả? Ừ đúng rồi, đi 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 đi. Đó, thôi mẹ đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi. Được rồi, xin giới thiệu với chị, đây chỉ là mấy trò chơi giả lập có gia đình. Cái gì? Sao có cái hình em bé vậy? Là sao vậy? Bấm vô cái nút này một cái, chúng ta lập tức sẽ được đưa vô một thế giới giả lập. Ở trong đó, chúng ta có thể lập gia đình, có con, nuôi con lớn lên. Và rất là thú vị luôn đó các bạn ơi. Thiệt hả? Vậy là có thể thử được hả các bạn ơi? Dội đúng như tô gà nói nha, chúng ta có thể thử lập gia đình và có con để sau này đỡ bỡ ngỡ. Ủa, cũng đúng được vậy. Đó, hợp lý. Ok, được rồi, vậy bây giờ bấm vô để chúng ta vô cái thế giới thôi nào tô gà. Đúng rồi, chị đã bị sẵn sàng cho em bấm nha. Hay. Ok. Yeah. Wow, tụi mình đã dịch chuyển đi đâu rồi đây các bạn ơi? Đây là đâu vậy? Ủa, mình đang ở trên một cái gì á? Ôi, cái này là một cái hòn đây đảo, là một cái đảo ở giữa. Wow. Ở giữa một cái không trung gì nè các bạn ơi. Sẽ này để đào đất để mình bắt block qua bên kia đó chị. Bây giờ bên kia có cái gì nhìn hay lắm. Ở bên kia có một cái hòn đảo nữa các bạn ơi, nhưng mình bảo là cái hòn đảo có hình em bé kìa. À, để mình bắt block qua bển xem là ở bển cái hòn đảo đấy nó có cái gì nha các bạn ơi. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ lấy đất này để mình bắt block. Lấy đất rồi mình bắt qua đây nào, nhanh lên đào, nhanh lên đi nè. Bây giờ dưới đó nó chỉ là có đất đá thôi các bạn ơi, mình có thể đào được ở đây thôi chứ mình không có cái hòn đảo nào. Ok, ui hình như bên kia có cái gì em bé vậy nè Bi. Thì đó, bây giờ đang bắt block qua bển để lấy cái block vì có cái hình em bé gì ngộ lắm mình nè. Sắp qua. Còn mười mấy. À, block mười. Cái gì vậy? Quá tới rồi nè các bạn ơi. Cái bộ block này sao mà nhìn nó em bé quá nè. Ê, có khi nào mình nhấn vô xong rồi mình có em bé không con gà? Ủa, nhiều khi là vậy á, này không cần chờ thời gian 9 tháng 10 ngày hết, bấm một cái chắc rồi. Ôi, thầy đất ơi. Ok, vậy là bây giờ chúng ta không cần chờ đợi thời gian mang thai mà chúng ta có em bé rồi các bạn ơi. Đúng là cái thế giới lập thiệt. Bây giờ bấm vô nha tôi gà. Ok, bắt đầu. Ui, cái tiếng gì vậy? Ủa, cái tiếng gì? Ủa, nhưng mà có thấy gì đâu. Em bé đâu? Không thấy gì đâu. Ui, như bên kia có cái gì kìa chị đã biết. Ui, hình như có cái gì nó đang trôi xuống, như nó đang bay xuống kìa. Đỡ chị Đi, hình như một cái nôi em bé. Nhìn kia, đỡ, ơi rồi. Ủa, hình như ở trên nó có bong bóng nên là không sao hết trơn á. Ủa, nhưng mà ở trong có cái gì kìa? Ở trong là một em bé màu tím giống tôi nè các bạn. Khoai quá vậy, khoai tê vậy. Nó có một cái gì, một cái cọng màu vàng của tôi gà vậy. Thì đây là con của chúng ta mà, tụi mình đã trở thành phụ huynh rồi đó nè bây giờ. Trời đất ơi, tôi với tôi gà có con nè các bạn ơi. Ủa, một em bé màu tím, trời rớt xuống. Cũng là chơi giả lập. Tụi mình sẽ cùng nhau nuôi nấng đứa trẻ này thật là tốt để sau này đỡ bỡ ngỡ các bạn. Được rồi, bây giờ lấy cái bong bóng ra đây chứ không thôi tí nữa gió nó thổi bay cái nồi đi nữa. Okay. Rồi được rồi, bây giờ khinh xuống một cái nơi an toàn nữa chứ để cho cây sao mà được. Okay. Rồi, cái hồ nước nó bị nó bị lan ra chỗ quá vậy. Bây giờ chúng ta lắp lại cho lắp cái hồ nước này lại đây các bạn ơi, chứ nó kiếm chỗ không có chỗ nuôi em bé. Em bé ngập nước. Em bé biết bơi. Trời ơi, chết rồi, trời ơi. Được rồi, mình đã lắp, mình đã sang bằng cái hồ nước này. Bằng chỗ này rồi. Để cho cái cây bé này mở rộng ra luôn. Đó, mình để em bé ở đấy. Rồi, đập cái cây ra để mình mở rộng cái khu này ra. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bàn chế tạo đi. Để lúc nào mình cũng sẵn sàng hả, mình chăm sóc em bé nha các bạn. Đây, đào gỗ đây, chúng ta sẽ phải sinh tồn. Ok, giặt gỗ đi. Đây, chúng ta đã có được gỗ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bàn chế tạo trước nè. Ok, em bé để xuống em bé. Đó, đặt cái bàn chế tạo ra đây. Và sau đó chúng ta sẽ chế tạo những cái thứ cơ bản để mà... Ôi, lái xe em bé nè, lái xe em bé nè. Ôi, con gà. Ôi, trời đất ơi, thiệt á. Bực bội thiệt á. Trong em bé gì mà kỳ cục, trời đất ơi. Nãy giờ tôi gà đào được cái gì à? Nãy giờ quẩy không à? Được 15 cục rồi. Trời đất ơi. Ủa, cái gì vậy? Xây nhà cho em bé hả? Trời đất ơi, mới có 12 cái cục gỗ hay sao mà xây nhà được? Rồi, chết rồi. Đây mình sẽ hoàn thành thử thách này đi, không là hả? Có gì á? Được rồi, bây giờ tụi mình sẽ xây nhà nè. Nhanh lên. Cái này nữa nè. Đó. Rồi. Lắp lại đi. Ok. Ôi, mưa rồi. Lắp lại. Trời ơi, trời mưa.
em bé lạnh. Tụi mình đã lắp được được một nửa che được em bé đó chứ không phải em bé. Trời ơi, chút nữa em bé bệnh rồi. Trời đất ơi, công nhận chăm em bé cũng khổ lắm chứ không có phải giỡn đâu nha. Mưa gì mà kỳ cục vậy, mưa không có báo trước, không có trời gặp. Đúng rồi, mưa ngổ thiệt chứ. Được rồi, bây giờ chúng ta đã xây xong cái nhà tạm thời, bây giờ chúng ta hãy mở rộng xây cái nhà này đẹp hơn đi Nabi ơi. Ok, được rồi, tụi mình gì cũng là người lớn, cũng là phụ huynh đó, tụi mình phải có trách nhiệm bảo vệ em bé và nuôi tốt thì bây giờ cái nhà nó phải bự ra hơn các bạn ơi. Đúng rồi, nhà có ba mẹ ở trong nó. Nó không có tiền đủ tiện nghi nuôi, không có tốt được cái môi trường này là sao mà lớn tốt được. Nhưng mà hiện tại là không có block nha, để tôi đào gỗ tiếp coi. Nhà này okay, tôi đang đào gỗ nha các bạn ơi. Ôi chị Nabi, em thấy nhà bằng gỗ này nó không có chắc chắn, nước nó thấm vô là hẳn lũng nhà hết trơn á, không được đâu. Chúng ta phải xây nhà bằng đá đi. Bằng đá hả? Nhưng mà bây giờ đúng tôi không biết rồi. Đá đâu. Ừ, quá trời ơi, thì đây nè, phải làm cúp đồ các thứ vô. Ở đây nó có nguyên một cái hang đá nè các bạn ơi. Wow. Ok nè em ơi. Còn có sắt nữa kìa. Được ok nè nè nè. Đi làm cúp đá đi, đi làm cúp đá đi. Em đào xuống dưới chưa? Ok. Rồi lắp mái nhà. Đây đó, cái mái nhà nó chắc chắn là không có thấm nước được. Ủa vậy? Bây giờ để tránh gọi là ngập lụt và chúng ta sẽ xây nhà lầu luôn. Đúng vậy, chúng ta sẽ mang em bé vô trong một cái phòng này cho nó an toàn liền đó. Vừa an toàn vừa đủ ánh sáng mặt trời, vitamin D rồi. Đúng vậy, bây giờ là tụi mình sẽ lắp một cái hàng rào ở đây đó, để mà chúng ta có thể quan sát em bé khỏi cần cửa nha các bạn ơi. Được rồi, con gái yêu của tôi, bảo vệ em bé. Ủa, bảo vệ em bé là sao? Trời tối luôn rồi kìa. Mình phải bảo vệ em bé khỏi lũ zombie này. Nó đang vô tấn công em bé của tụi mình các bạn ơi. Nó kìa. Không được đụng vô em bé của tao. Zombie nè. Ủa một đống nữa kìa. Hay nè, zombie hả? Summer ghê. Zombie. Có chừng. Mày nè. Ok. Trời ơi, may quá. May quá các bạn ơi, tụi mình đã bảo vệ được em bé rồi ơi. Trời ơi, vô nhà. Cắm đút xung quanh để đề phòng xuất hiện quái vật nè. Đúng vậy, xong rồi đi vô nhà rồi tôi gà. Vô. Ok. Đóng cửa lại. Bảo vệ được em bé rồi các bạn. Có cái con gì ngoài vậy? Ôi, nhìn kìa. Con gì? Con cửa nhà. Zombie em bé. Trời ơi. Nên là thôi nha. Trời, không biết bao giờ em bé này mới lớn. Nabi ơi, nhanh lên, xuống đây lẹ lên. Cái gì? Nhìn cái block bên kia kìa, nó đổi rồi, nó đổi thành cái khác rồi kìa. Cái gì? Ui, nó thành cái block gì vậy? Thành cái block gì hả? Ủa, không biết luôn, nhìn. Ui, hình như con chó này, nhìn như con chó kìa. Cái block này là cái block gì đây? Ê, cái này là hình như là thú cưng hả? Là nuôi thêm thú cưng để làm gì với em bé? Nó có liên quan với em bé? Có khi nào là chắc là
bầu bạn với em bé. Thật là bảo vệ em bé rồi đó các bạn ơi. Ủa, cũng tốt đó, cũng tốt đó. Ok, để bấm thử nha. Hay chưa? Ủa, nghe thấy gì ta? Sao nó không có gì hết trơn vậy? Có cái gì bay xuống không? Ủa, cái gì vậy? Sao không có gì xảy ra vậy? Sao có cái não này nó lừa mình không? Ôi, hình như phát ra từ nhà mình, em bé gặp nguy hiểm, em bé gặp nguy hiểm kìa. Em bé, ủa tôi tưởng thú cưng là để bảo vệ em bé, chứ tự nhiên tại sao chó thức gặp mình. Có con chó ở đây vậy? Vậy là con chó nó ở đây nè các bạn ơi. Nhưng mà chó này chưa được thuần phục, được rồi, để tôi thuần phục chó này. Ăn xương đi, tôi là thuần phục con chó để cho nó ở bên cái em bé, nó bảo vệ em bé. Nó đâu, chạy rồi. Thuần phục nè, được rồi, đem nó vô đây tôi gà ơi, đem nó vô đây cho nó ngồi chết thôi em bé nè. Vô đây, chó cưng ơi. Rồi, ngồi xuống đây nha. Kiki hãy chăm sóc em bé nha. Để nhiều khi là ba mẹ đi chỗ khác thì có chó cưng luôn, lúc nào cũng túc trực ở đây nha. Tạm biệt nha. Ok, đi xuống với chúng ta, coi là chúng ta còn làm gì được cho em bé nữa nào. Tu ra. Cái gì nữa vậy? Lại là em bé nữa hả? Em bé, trời đất ơi. Ủa cái này là cái gì? Tại như mũi tên nha. Lên kìa. Sao cái này nó có cái mũi tên lên là cái gì ta? Hình như là mình sẽ giúp cho em bé lớn lên hả? Vậy là em bé được lớn lên rồi hả? Nãy giờ em bé nằm trong nôi hoài, em bé không làm gì hết trơn. Được rồi, vậy là cái này là ấn vô là em bé sẽ lớn lên nè. Chúng ta sẽ có được một em bé nó có thể hoạt động nè, nó có thể vui hơn vậy. Là nằm trong nôi nè. Bây giờ nhấn vô đúng nha. Rồi. Em bé lớn chưa? Ủa sao mình được 10 quả táo vậy? Ủa, tôi này cũng có hả? Chị cũng có. Đúng rồi, nè. Em có hả? Ủa, ủa là hay là mình sử dụng cái táo này để làm gì ta? Hay là cho em bé ăn quả táo? Em bé ăn táo sẽ lớn lên hả? Ủa, vậy là chắc là do trong cái thế giới này nó như vậy á. Vô cho em bé ăn táo nè. À, em bé bé ơi, vậy ăn táo này. Ủa, nhưng mà có ăn được không? Để ngậm cái tiền. Ăn được, vậy cho nó ăn thử, cho nó ăn thử. Ủa, nó ăn được, nó ăn được nè. Cái này chỉ là trong game nha các bạn ơi. Cho em bé sơ sinh mà nằm trong nôi là chưa có ăn được cái gì hết. Đúng rồi, chỉ có ba mẹ cho uống sữa thôi nha, chứ không có gì game ăn gì nữa luôn hết trời. Lớn lên rồi đi được rồi. Trời ơi, em bé lớn lên rồi kìa, tôi ẩm ra đi, ẩm ra đây. Ok, trời em ẩm ra cho em bé ra đây. Ờ, nhìn nè, mẹ. Trời ơi, dễ thương quá trời. Các bạn ơi, nó đi theo chị kìa, nó đi theo chị kìa, bé ơi. Trời ơi, em bé của tôi nè các bạn ơi. Chơi với tôi đi. Ôi, không chơi với tôi luôn, chơi với Nabi luôn. Trời ơi, buồn. Gái thương mẹ rồi, gái thương mẹ không thương ba luôn. Trời, dễ thương quá các bạn ơi. Chứ, em canh tỷ của em cũng có muốn có một đứa nữa. Nhưng mà bây giờ trong game này chỉ cho chúng ta có một đứa thôi. Trời đất ơi, các bạn ơi. Nhìn bên kia kìa. Gì nữa? Được rồi, vậy là con bên gái kia của mẹ nó đổ rồi kìa, chị Nabi ơi. Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè. Gì nữa? Nó thành một em bé trai rồi. Cái gì? Đừng có nói cái trò chơi này nó nghe lời khẩn cầu của tôi gà, nó cho thêm một đứa đúng rồi hả? Thì đừng tưởng con gái thương mẹ nè, con trai không thương ba nè, được rồi, bấm nút nè. Nabi nhìn kìa, có một cái nôi mới nó rớt xuống rồi kìa. Em bé xuống chết rồi, em bé lên nóc nhà rồi tôi gà. Chết rồi, em bé lên nóc nhà rồi. Trời ơi. Tôi là nhà xây cao tầng cho nên là có thể lên lên nóc nhà được. Rồi em bé rồi. Được rồi nè. Mắt lé trời. Giống tụi gà nhưng mà mắt lé hả? Để coi xuống. Trời em xuống rồi. Có em rồi nè. Có em rồi. Để coi. Trời ơi, con mắt này cũng hơi lé. Hay gì mắt lé quá. À, nhưng mà nó có một cái tím màu tím ngay cái tóc kìa tụi gà. Ví dụ bây giờ em cho nó ăn táo thì sao ta? Là nó cũng sẽ lớn lên giống như con bé đúng này rồi. Luôn. Ăn đi. Bé cho em bé mới rồi. Tô gà đúng không? Đúng rồi, con gái thì là cho tên Nabi phía trước, còn con trai là tên cho tên Tô gà phía trước.
Tốt rồi, hai em bé yêu thương nhau hòa thuận luôn. Trời ơi, tôi không có kìm lòng được luôn á, nhìn đáng yêu. Đúng là hả, chơi giả lập thôi mà nó cũng vui quá ha. Không biết ngoài đời như thế nào. Ở ngoài đời như thế nào thì không biết. Còn các bạn thấy video này như thế nào thì nhớ comment phía dưới cho tụi tôi biết nha. Và bây giờ video clip đã kết thúc rồi. Gia đình Nabi và Tô Gà, bye bye các bạn nha. Và những bạn nào muốn biết nguồn gốc của cái tên Tobi nó từ đâu thì các bạn hãy bấm vô video này để coi nhé. Còn bây giờ thì gia đình